có bán đậu rồng. Đậu rồng này về xào ăn ngon lắm nè. Đúng rồi, xào ăn ngon là anh phải lấy đi, lấy 20 bao bì đi anh. Dạ. Đậu rồng này xào bò lúc lắc ăn ngon lắm luôn. Rồi Tùng, Tùng ấy lấy chưa? Tùng xoài lấy chưa? Hay là ai lấy của mình rồi? Ông chủ ơi, ông chủ à. Ok, ở đây là chỗ bán trái cây của Linda Trái Cây Ngon. Bây giờ mình qua một cái địa điểm thứ hai, cũng nằm ngay trên đường Bel Air, là trái cây Bel Air ở sát bên này nha. Đó là địa điểm thứ hai bán trái cây tại Houston, Texas. Ok, cùng đi ăn với Việt Thảo ngày hôm nay. Let's go. Đó, quán trái cây tươi. Quán trái cây tươi Bel Air. Fresh fruit and snacks. Ok, mình trở lại với Bel Air từ ở bên chỗ gì? Linda, cái cây ngon Tropical Fruit. Mình chạy qua là một chút xíu bên đây ngay chỗ này. Nếu mà ai có ăn nhớ nghe Nguyễn Ngọ nè, bên kia Nguyễn Ngọ nè. Rồi ở đây là Lee Sandwich nè. Và ngay cái góc bên đây là quán trái cây tươi, người ta gọi là trái cây Bel Air nha. Mình vào đó coi. Đi mua trái cây giống như điên cướp. Đang không quán trái cây. Cảm ơn. Dạ. Ô, ô, thơm mùi sầu riêng liền. Nghe không? Long, John, vô coi nghe mùi sầu riêng liền. Hen. Wow. Dạ. Dạ, xin chào, xin chào. Hello, có ông chủ bà chủ đây không? Dạ, xin chào. Hello. Ui cha anh đẹp quá vậy nè. Xin chào em. Xin chào. Hồi nãy dạ. Gọi định lên tới nhà hàng ăn mà chú Hùng có đó cho nên không có ghé. Tới là định gặp phải không chị? Thì coi như không gặp tay đi. Dạ, rồi vậy dưới. Rồi rồi ok, dạ. Ok. Dạ. Xin chào, dạ. Ở đâu tới? Con người Huệ. Ăn là bầm. Quay đà, dạ. Đi chơi ở đây rồi ghé mua trái cây. Dạ. Dạ, mới có 68 mà, ở đây có vú sữa. Dạ, vui vẻ. Ô, phải sắp hàng cho nó trả tiền, mình mua là ở đâu, ta mua ở đây phải không? Mua thùng xoài. Dạ, dạ. À, đi lựa xoài Thái. Ôi chà, cái xoài quá trời luôn ha. Ừ. Bây giờ mình hỏi mua nguyên thùng. À, tiếc là không có anh chị chủ ở đây ha. Có mình dễ nói chuyện hơn. Bây giờ mình chỉ có đi mua thôi. Em ơi, thí dụ mình muốn mua nguyên thùng xoài Thái là mình lấy ở đâu hay là em lấy giùm? Để em lấy cho anh. Dạ, nguyên thùng xoài Thái. Dạ. One box. Dạ. Cái này phải không em? Phải cái này không? Rồi, vô sắp hàng trả tiền, vô sắp hàng trả tiền. Dạ, dạ. Vô sắp hàng trả tiền. Ok, excuse me. Dạ. Dạ, xin chào. Dạ. Dạ. Suy nghĩ thấy ai quen quen. One
Dạ. Thứ một thùng. Trái xoài Thái Lan. Dạ. Dạ. Không biết xoài Thái. Dạ dạ không mua đàng hoàng. Dạ không nên, không được, phải mua. Dạ không dám lấy. Thôi cho mua đàng hoàng. Một hồi còn nữa, ngồi còn đi mua vòng nữa, lấy nữa. Okay. Tính tiền thùng này trước cái đã. Okay. Nha, thùng này bao nhiêu đó? Mở ra ngoài. chủ tiệm muốn tặng mà không được, không dám. Dạ. Dạ 30 đồng. Rồi. Dạ cảm ơn. Bây giờ anh Thảo muốn mua trái cây mà lẻ lẻ ăn đó thì mình có cái giỏ hay cái gì để mình đựng không? Dạ. À, thùng xoài Thái Lan 30 đồng. Dạ cảm ơn. Rồi. Chắc nhờ cái này à. Long ơi. Ô xin lỗi. À. Long chạy đâu rồi? Để đây đi. Rồi, để đó. Bây giờ mình đi lựa trái cây mình mua ăn nè. Cái này nhiều quá, lần sau ta lựa lẻ nha. Lựa lẻ coi có gì mình mua. Ô, cái này đậu rồng nè. Có bán đậu rồng. Đậu rồng này về xào ăn ngon lắm nè. Đúng rồi, xào ăn ngon là anh phải lấy hai bên bơ vị đi anh. Dạ. Đậu rồng này xào bò lúc lắc ăn ngon lắm luôn. Được. Đúng cái. Ô, xin lỗi cưng. Sorry. Cái trái này giống cái trái gì à? Giống trái trà là. Cái này giống trái trà là quá. Ở đây có bồng bon. Saboche. Dạ. Ôi trời. Xoài chống say. Giống trái xoài tượng ha. Lớn nè. Xoài Thái. Hello. Dạ. Miếng mít này gần 20 đô nè. Tức là mít là làm sẵn để bán luôn. Và vú sữa. Có trái vú sữa. Dạ. Yeah. Ô, có trái này nó chín rồi, nó dập rồi. Mình mua đó là mua trái cứng về để chín, bây giờ dập rồi cái này là hư nè. Nó chưa chua, nhưng cái này để nó chua. Mà để chua là phí phải ăn. Cái này không có mua nha, là tại vì để nó dập nó hư. Ăn thử coi không biết nó có chua chưa. Chưa hư. Nó chưa hư. Có dừa tươi. Chà, thử cái gì bây giờ ta? Đủ rồi chưa? Có muối tiêu lốp. Muối tiêu lốp thì vậy ha. Tiếc quá không có anh chị chủ ở đây ha. Mắm ruốc, mắm lóc nè. Cái này mắm lóc nè. Mua mắm lóc này về chân ăn được nè. Mắm cá lóc con được nè. Hai hũ. Vô chợ trái cây mua mắm lóc về chân ăn. Đậu rồng, thấy thương quá.
giống bánh ú quá. Có bắp luộc. Ôi, chị ơi, em ơi lọt tiền. Lọt tiền kìa. Đó, thấy không, thấy thương không? Vừa lọt tiền cái bà con xúm nhau mấy người, chị ơi lọt tiền kìa. Hình như nó không là bao nhiêu và cũng chẳng ai có nghĩ rằng mình lộn cái đó cả. Thấy người ta lọt là mình chỉ liền vậy đó, theo cái phản xạ tự nhiên. Ở đây có làm xoài sẵn nè để ăn. Ồ, ở đây có bán nhiều cái món ăn chơi ha. Nước rau má, nước mát. Yep. Ồ, xin lỗi. Cái này giống như là trái còng hay gì á? Ô môi đúng rồi, ô môi. Mình rọc hai bên của mình bóp lại ăn nó ngọt ngọt ngon. Dạ. Ở đây có trái ô môi nữa nè. À, cái này chín đây nè. Cái này có chín nè. Ở đây là làm mắm chưng. Trái này là trái mơ phải không em? Trái mơ. Dạ. Đây là xoài chín nè. Dạ, xin chào. Dạ, tôm khô, cá, đủ loại hết. Ồ, có khoai này là khoai mỡ. Cái này nấu canh ngon lắm đúng không ạ? Mà thường thường củ bự, cái củ này hơi nhỏ. Nhưng mà ngon không? Có được không? Dạ, con thấy bán đậu rồng mừng quá, con mua về ngồi xào ăn. Rồi thấy bán mắm, mua mắm về chưng ăn. Dạ. Ồ, có cây cóc nè. Đúng không, cây cóc? Dạ, có cây cóc, bán cây cóc để trồng, để trái cóc nữa. Cây xoài. Cái này cây xoài. Ôi chà, bán đủ loại đồ ăn chơi khô. Ôi chà. Rồi, đại khái là vậy. Bây giờ mình đi tính tiền, mình về. À, có trái me keo nữa nè. Mua ba cây ổi về trồng. Là ở đây hay là ở xa? Ở Đà Lạt. Mua chạy về Đà Lạt xong. Dạ. Một cây ổi bây giờ bán khoảng nhiêu à? Không biết luôn. Mua là mua thôi chứ không cần biết nhiều. Dạ biết chứ. Dạ. Thương quá vậy. Gửi lời thăm ba nha. Dạ. Trời ơi, trái đất tròn gần gũi nhau hết á. Cái thùng xoài nãy tính rồi anh để ngoài kia, chút lấy ha. Với cho Thinh thấy chị này chỉ mua cái gì đó, cái này nè dễ thương, cái cơm cháy mà có ruốc á. Dạ, cho một hộp đó. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ôi nặng quá, chị có cần tôi khiêng ra xe giùm không? Tôi khiêng ra xe tôi. Cái này về hồi xào à, với lại bữa xuống tìm anh ăn ngon lắm. Ôi chị à. Có chôm ngon, chị lấy chôm ngon đi. Cái bà chủ dặn em tặng răng. Dạ không có. Dạ không được, không dám lấy, không được. Không được. Anh không lấy. Dạ không, vậy thì anh không lấy, anh nói rồi. Đấy, tính giùm anh tội nghiệp. Dạ, ba hũ mắm với cái này giùm anh với lại cái này nữa. Đâu có bao nhiêu, ủng hộ cho tiệm. Cái đậu rồng đó là khoảng bao nhiêu hả? Cái đây 5.99 5 đồng 99 một phao, cái này là được bao nhiêu? Cái này là 12 đồng. Dạ, để cho mọi người biết cái đậu rồng ấy vậy thôi. Đó, bây giờ cái phần đậu rồng này là mình được 12 đồng nè, $12. Dạ. Ú chà, cái này về xào với bò lúc lắc ăn đã lắm. Dạ, cơm cháy. Hộp cơm cháy này là bao nhiêu hả? 12 đồng nghe các bạn.
cơm cháy nha. Có 3 loại nha. Cái đó là loại. Ủa ba loại là sao? Ba loại là sao? Ba loại cơm cháy, có ba loại. Loại kia đó là sao? Có loại này, loại này. Nó khác nhau như thế nào à? Cái này thì nó giòn. Cái này giòn hơn. Cái này. Cái này thì nó còn ngon, ngon mà nó có ớt. Thôi mình lấy ba loại luôn, lấy ba loại luôn. Ba loại tính tiền luôn ba loại. Ok. Dạ. Yeah. Ủa cha, bé bé bé. Giờ ngon gì? Dạ, em cũng thích ăn cái đó. Nhà có tin ăn ngon. Rồi để cho anh ba hộp này luôn. Dạ. Tính hết dùm ngang, không có được sót ngang. Tính xong rồi anh. Là bao nhiêu? 27 đồng 72. Không tin. Cái này là 12 đồng. Phải ăn mười mấy. Không tin. Đó, 27 đồng em chỉ little discount thôi. Không, không đi cao. Okay. Tính bình thường để cho mọi người biết cái giá cả. Ok, vậy em tính đàng hoàng. Ờ. Thấy không? Ăn gian. Tôi 68 tuổi bị gạt hoài à. Thường đó. Thường không có muốn tin tiền nhưng mà không được. Hồi nhỏ em coi anh hoài. Dạ. Ok, giờ là xong rồi nha. 68 đồng. Thấy chưa? 68 đồng tính có hai mấy đồng mà ăn gian quá à. Đâu có gì được em. Buôn bán mà. Ở bên đây, bên đây. Rồi. Cảm ơn nhiều nha. Tiếp có bữa nay không gặp ông bà. Dạ mới qua bên đây rồi. Thì bởi vậy. Rồi cảm ơn nhiều nghe. Dạ 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 cảm ơn em. Rồi. Rồi thùng thùng ấy lấy chưa? Thùng xoài lấy chưa? Hay là ai lấy của mình rồi? Ông chủ ơi. Ông chủ à. À gì hả? Vậy lấy thùng khác, lấy thùng khác. À trong tiệm không biết là em đi cất. Dạ cảm ơn. Rồi cho anh Thảo bưng luôn. Dạ cảm ơn em nhiều. Đó các bạn, khi mà mình mua thùng xoài ra, phải đem ra xe để cái này. Trong tiệm không biết, tưởng của ai để cái đem chắc lên nha. Rồi, có lấy rồi. Thì hôm nay đến với tiệm trái cây ở tại Bel Air, mà ta thường hay gọi là trái cây Bel Air. Dạ. Đúng ra tên gì ta? Bel Air, quán trái cây, đúng rồi. Là quán trái cây Bel Air. Thì ở đây có bán đủ loại. Đủ loại trái cây của vùng nhiệt đới. Nó gọi là tropical fruit nhé. Yeah. Thì hôm nay Dược Thảo đến đây mua được thùng xoài Thái ngọt lắm nha. Thấy nó xanh nhiều ngọt lắm. Ở đây mua được bánh cốm, gì? Cơm cháy ruốc nhé. Yeah. Rồi đặc biệt là mua được cái đậu rồng. Đậu rồng về xào thịt bò. Không? Và lấy mấy hũ mắm chân, mắm sống về để mà mắm lóc đó, để về mà chân. Ok. Thì hôm nay Dược Thảo đến đây cũng nhằm mục đích giới thiệu cho đến người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới. Khi đến với Texas, ghé qua Houston, ghé qua đường Bel Air, đối diện với Nguyễn Ngọ, nằm cùng dãy với Lee Sandwich là tiệm bán trái cây Bel Air. Có đầy đủ tất cả các loại trái cây và thức ăn cho các bà các cô nữa nha. Rồi, rồi. Như vậy thì cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh YouTube của Việt Thảo, cũng như trên Network MCV. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video kế tiếp. Thank you and I love you.